Xin được kính chào quý bà con, quý con chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 8 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua tình với thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng chiều hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng trở lại. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động từ 18.000 đến 20.000, lô 2 dao động từ 14 đến 15.000, lô 3 dao động từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hàng giạt hiện nay thì đang nằm trong từ 3 đến 4.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể dành đạt lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa và tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14.000 đến 16.000, hàng sàn dao động từ 10.000 đến 12.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay thì đang nằm dao động từ 2 đến 3.000 tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm dao động từ 13.000, 14.000, 15.000. Bò sàn từ 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang nằm dao động từ 2 đến 3.000 tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng đang có chiều hướng đang nhích nhẹ. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì lô 1 đang nằm dao động từ 13 đến 15.000, lô 2 dao động từ 9 đến 10.000, còn lô 3 dao động từ 7 đến 8.000. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý con chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip cập nhật tình hình giá thanh long hay một số là nông sản khác hàng ngày trên kênh.